Xin chào cả nhà. Mọi người hay nói rằng là chơi forex này, chơi coin này, đúng không ạ? Đấy là hai cái từ mà mọi người hay gặp nhất, là chiến cái gì là chơi coin, chơi forex, những hai cái từ phổ biến mà mọi người nghe được. Nhưng mọi người đâu biết rằng những kể cả những người mà đầu cơ lướt sóng bất động sản thì được vẫn được gọi là chơi chơi bất động sản, đúng không ạ? Hoặc là một số người kinh doanh cả cả sản phẩm vật lý, kể cả sản phẩm vật lý, ví dụ như là mua cái ví ra này, kể cả cái ví này đi, thì cũng vẫn được gọi là chơi cái ví này. Mua vào giá thấp và bán ra giá cao, được chưa? Đúng không? Bán ra giá cao và chờ giá nó thấp lại thì lại nhập hàng lại và sau đó lại bán ra, thì bản thân cái ví này thôi cũng là một dạng chơi cái ví này rồi. Đấy. Thế vậy là nhiều người cho rằng, định nghĩa rằng là chơi là không tốt, chơi là không tích cực, vân vân và vân vân. Thì xin thưa với mọi người là tất cả những thứ mà mọi người đang giao dịch hiện nay trên thị trường, giao dịch tất cả mọi thứ trên các cái công việc kinh doanh thì đều được có thể định nghĩa là trade được. Đấy, trade đây. Ví dụ cái ví này, ví rất là đẹp đúng không nhỉ? Mọi người thích cái ví này không ạ? Đây, mọi người nhìn cái ví này đẹp không? Đây, mọi người thấy cái ví này đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Nếu đẹp thì comment đi, đẹp. Mọi người thấy cái ví đẹp không ạ? Đấy. Mọi thấy cái ví đẹp không? Đẹp không? Nào, đấy, như này nhìn thấy rồi đấy đúng không? Ok, mọi người nhìn thấy cái ví đẹp không ạ? Đấy, trade mọi thứ luôn. Đấy, cái gì có dòng tiền vào là trade được, có gì đâu mà phải xoắn đúng không? Nào, mọi người nhìn thấy cái ví này trade được mà đây. Cái ví này vô cùng đẹp luôn. Đây, trong này đựng trong này là tôi cái ví này tôi gọi là ví thần doanh nhân thần tài. Đấy, trong ví doanh nhân thần tài này thì chỉ đựng thẻ thôi, đựng thẻ tín dụng thôi. Thẻ tín dụng. Đấy, cộng với lại một vài cái name card. Đấy, ok, xin chào cả nhà. Đấy. Mọi người thấy cái ví này có đẹp không ạ? Mọi người thấy cái ví này có đẹp không? Ví này đẹp không? Đấy. Đây nhá, rất là nhỏ nhắn xinh xắn đây thôi. Nào đẹp không ạ? Đẹp không ạ? Đấy. Chất không ạ? Đấy, mọi người nhìn thấy từ từ nhìn thấy cái logo của nó. Mọi người nhìn thấy cái logo không ạ? Nhìn thấy cái logo không? Đấy, để nhảy cho nó gần gần camera tí. Đấy, logo mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, đẹp không ạ? Đấy, cái ví là rất là chất. Cái ví này có tên là ví doanh nhân thần tài. Nếu anh chị em nào muốn có cái ví này hãy comment là tôi muốn đi ạ. Nếu anh chị em nào muốn có cái ví này thì comment là tôi muốn đi. Đấy, thì có một cái hôm nào đẹp trời đấy gặp Viên thì Viên tặng. Được chưa? Đấy, hôm ngày 16 tháng Giêng là một ngày rất đẹp trời và hôm đấy tôi tặng là 100 cái ví này. Tặng cho 100 cái ví này cho 100 anh em gọi là đồng môn với tôi, anh em doanh nhân đồng môn. Đấy, ví này siêu đẹp luôn, đựng ví này là tiền vào như nước luôn. Đấy, đẹp không? Đẹp, ví quá đẹp đấy. Thì kể cả cái ví này anh chị em cũng chơi được luôn. Thế vậy là như thế này, mua thì mua ở giá thấp và bán thì bán ở giá cao. Cái thời điểm mua vào và thời điểm bán ra, cái khoảng thời gian ấy, thời gian mình giữ cái ví này ở trong tay ấy, từ lúc giả sử mình mua có khoảng 500-700 ngàn, xong mình bán ra 800 ngàn cái ví này chẳng hạn, ví dụ như vậy, 800 ngàn cái ví này vậy, thì cái thời gian mình giữ nó chỉ khoảng 5 ngày thôi, từ lúc mình nhập về đến lúc mình bán ra 5 ngày thôi, thì vậy là cái thời gian trade của mình là có 5 ngày thôi, 5 ngày mình tồn cái ví này thôi. Ví dụ như một vài anh chị em mà nhập cái ví này mang về để bán chẳng hạn, ví này khá đắt tiền, ví này đắt hơn cái ví kia, ví này là ví của Valentino rất là đắt tiền đấy. Vậy là những cái ví như thế này thì mọi người cũng gọi là chơi được, mua về để đó xong ai đến mua bán đi, gọi là mua ở giá thấp xong về bán lại ở giá cao, bán lại ở giá cao hơn, đúng không ạ? Mua hoặc là gì như này, mua ở giá cao xong lại bán lại ở giá cao hơn như thế này thì vẫn cũng gọi là chơi. Thế kể cả vậy dân đầu cơ bất động sản cũng gọi là chơi bất động sản được, được chưa? Ví dụ như là năm 2012 tôi còn chơi cả hạt nhựa. Đấy, tôi còn chơi cả hạt nhựa. Hạt nhựa là gì? Mọi người biết hạt nhựa không ạ? Tất cả những cái sản phẩm, ví dụ như sản phẩm này, những sản phẩm như cái sản phẩm của cái vỏ băng đĩa này thì đều làm từ hạt nhựa. Hạt nhựa là nhập ở nước ngoài, những nước mà sản xuất dầu mỏ là hạt nhựa màu trắng. Sau đó là gì? Sau đó là về người ta trộn với lại những cái chất tạo màu để nó ép ra thành nhựa màu đen, màu nâu, màu vàng, vân vân và vân vân. Thì kể cả năm xưa đó tôi chơi cả hạt nhựa luôn, chơi cả cà phê, được không ạ? Chơi cả cà phê luôn, chơi cả dầu mỏ luôn. Đấy, gọi là ở ngoài đời có cái gì thì có thể chơi được tất cả những thứ đó. Thế vậy là kể cả như cái nhẫn là đeo trên tay đúng không nhỉ? Anh chị này có nhẫn đây là nhẫn kim cương đeo trên tay này, nhẫn kim cương, nhẫn cưới của tôi đeo trên tay thì cũng có thể chơi được luôn. Nhập vào là nhập nguyên liệu về giá thấp đúng không ạ? Nhập giá thấp xong bắt đầu về là gì? Bán giá cao hơn thì bản thân cái này nó cũng là chơi luôn, chơi cái nhẫn này luôn. Đấy. Thế vậy là một vài anh ấy là tư duy chưa đúng, nói rằng là chơi cái nọ chơi cái kia là không tốt, không tuyệt vời, không sao cả. Đấy là công việc kinh doanh, đấy là cách họ nghĩ chưa đúng thôi. Như vậy là chơi là gì? Nó là một công việc kinh doanh, nó là bọn người phải hiểu nó là một công việc kinh doanh. Đấy, và những người
tham gia những cái lĩnh vực trading, họ bản chất thực sự họ là những doanh nhân đấy, họ những doanh nhân. Có một cái thuận lợi là trong thị trường chơi ấy, là vì là cái volume của nó rất là lớn, cái khối lượng giao dịch nó rất là lớn, cho nên là hầu hết tìm sản phẩm không phải tìm, hầu hết gần nói không phải tìm thì không đúng, có là có phải tìm, nhưng mà cái sản phẩm đấy có thể dùng trọn đời được, có thể mua đi bán lại, mua đi bán lại, mua đi bán lại, mua đi bán lại cả cuộc đời được, chỉ có khoảng 3-4 sản phẩm thôi, không cần nhiều. Và cái vì nó tuyệt vời là cái thị trường giao dịch khối lượng rất là lớn, cho nên chính vì cái điều đó cho nên chúng ta không cần phải marketing. Có một cái điều thú vị, doanh nhân trong thị trường trading là chúng ta không cần phải marketing. Đấy là một sự thật, không phải marketing, bởi vì là cái khối lượng quá là lớn, thì khi thích mua lúc nào được, thích bán lúc nào được, cứ các bạn có hàng bán phát là có thằng mua, và bạn có nhu cầu mua bán đặt mua phát là có thằng nó bán cho, bởi vì là cái tổng tổng cái lượng giao dịch nó lên tận cả hàng 7.000 tỷ đô mỗi ngày, thì bạn không cần phải marketing, bạn chỉ cần biết là có một cái đó ở trên 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 thị trường thôi là bạn mua được ngay. Bạn biết là cửa mở trước cửa chợ lúc nào là bạn vào chợ là bạn có thể tìm được hàng để bạn mua luôn. Bạn có tiền là bạn có thể mua được luôn, và bạn có hàng bạn có thể bán được luôn. Rất là đơn giản. Thế vậy bao số anh chị em muốn học cái công cụ tuyệt vời đó ở cái buổi gọi là Trading Mastery, gọi là bậc thầy giao dịch. Cái chương trình là bậc thầy giao dịch, thì anh chị em có thể comment đăng ký vào đường link phía trên, lát nữa kết thúc cái video này có thể đăng ký vào đường link phía trên, cái đường link rút gọn ở phía trên ấy. Thì cái buổi hôm đó là tôi sẽ chia sẻ cho anh chị những cái bí mật, những cái bí kíp, những cái bản chất của thị trường, những cái bản chất của sự vận động của dòng tiền trong cái nền kinh tế này, thì làm thế nào để biết được dòng tiền nó đổ về đâu, thì khi mà dòng tiền đổ về đâu thì sẽ tạo ra sự biến động của cái sản phẩm đó, tạo ra sự biến động, thì cứ tạo sự biến động thì chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta có thể kiếm được tiền. Tuyệt vời không ạ? Đúng không? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nếu không ai dở hơi gì mà mua một cái ví này 80.000 để ở trong kho cả 1 năm, 2 năm, 3 năm vẫn bán ra là 80.000 mà thậm chí không bán được giá cao hơn, thì không có thằng điên nào kinh doanh như thế cả, đúng không ạ? Không có thằng điên nào kinh doanh như thế hết. Chính vì thế cho nên là làm thế nào để biết được là dòng tiền nó đổ vào cái xu hướng, vào cái sản phẩm này, thì chúng ta tìm được cái xu hướng của dòng tiền, chúng ta đầu tư, chúng ta đánh chặn, chúng ta mua nhập cái này về trước, đúng không ạ? Nhập cái này về trước đấy, anh chị em nhìn thấy đẹp không ạ? Đấy, vô cùng đẹp đúng không nhỉ? Đấy, vô cùng đẹp, nhập vào trước, sau đó là chờ dòng tiền nó vào lớn hơn nữa, thì lúc đấy chúng ta bán nó ra thì chúng ta thu về lợi nhuận, đúng không ạ? Mua ở giá thấp bán ở giá cao, hoặc là mua ở giá cao bán ở giá cao hơn, bán ở giá cao hơn là chúng ta sẽ thu được dòng tiền. Và cái nhu cầu của thị trường, mình đáp ứng được nhu cầu của thị trường, bởi vì khi dòng tiền nó đổ vào cái sản phẩm đó, chứng tỏ là nhu cầu cái nhu cầu của khách hàng là nó tăng cao. Đấy, thì mình biết được, tính toán được cái xu hướng đấy, thì mình nhập trước cái này về. Mình nhập về trước, sau đó là gì? Mình nhập về trước rồi, xong đến lúc mà khi mà cái dòng tiền nó đổ vào lớn rồi, nó có cái là cái cầu bắt đầu tăng cao rồi, thì bắt đầu mình bán ra, thì lúc đấy là rất dễ bán. Đúng không? Rất dễ bán. Đó, cái thú vị ở điều như vậy. Và chúng ta không phải làm marketing. Cái thú vị là chúng ta không cần phải làm marketing. Chúng ta có thể độc lập tác chiến một mình thôi. Tất nhiên, làm việc có đội nhóm thì nó vẫn thú vị hơn. Đúng không nhỉ? Làm việc có đội nhóm thì nó thú vị hơn, chứ làm việc một mình nó buồn lắm. Làm việc để tạo ra lợi nhuận, để tạo ra dòng tiền, nó phải vui, nó phải thú vị, nó phải hào hứng, nó phải gọi là tràn ngập tiếng cười. Đấy, ví dụ như trong đội nhóm chúng tôi ở trong đây. Để tôi quẳng sang bên màn hình bên này, các anh tôi nhìn nó đỡ bị ngược mắt. Thì lúc nào anh em trong này cũng trao đổi với nhau, gọi là liên tục, anh em trao đổi với nhau, hỏi nhau, trao đổi với nhau, vô cùng thú vị luôn, vô cùng tuyệt vời luôn. Đó. Vâng, xin chào anh chị em mới tham dự, chào Thảo Phạm, xin chào Phương Mỹ. Ok, nếu anh chị em nào có câu hỏi thì có thể đưa lên, lần lượt tôi sẽ trả lời. Thầy Biên ơi, cho em một câu hỏi về đầu tư trading được không ạ? Như nào? Câu hỏi này không chưa rõ. Sơn ơi, em hỏi lại đi, câu hỏi hỏi cụ thể hơn đi. Đấy, bản chất là trading nó được hiểu là như vậy. Đó, đơn giản như vậy thôi, không có gì là cao siêu đây cả. Và khi mình hiểu biết cái bản chất của thị trường rồi thì mình hoàn toàn có thể làm chủ nó. Có những cái bộ quy tắc, có những cái quy luật mà chúng ta có thể tính toán được trước, nha mọi người, lưu ý nha, tính toán được trước nha. Tất nhiên không có cái gì tuyệt đối là đúng 100% cả, mà ở đây chúng ta có các cái phép tính giúp chúng ta có thể có độ chính xác khoảng 80-85%, thậm chí có những phép tính lên cả hơn 90%. Thì lúc đến thỏa mãn những cái bộ tiêu chí đấy, ví dụ như là bộ tiêu chí của tôi nó có 11-12 tiêu chí,
11, 12 tiêu chí. Nếu anh chị phân tích nó thỏa mãn, tất nhiên là hiếm có chỗ nào thỏa mãn được cả 12 tiêu chí. Nhưng nếu nó thỏa mãn được 12 tiêu chí thì đó là cái vị trí để chúng ta đầu tư hoặc đầu cơ là vô cùng tuyệt vời. Được chưa? Vô cùng tuyệt vời. Còn tất nhiên trong vòng bộ tiêu chí của tôi, bộ KPI của tôi nó có khoảng 12 tiêu chí. Thì 12 tiêu chí các bạn chỉ cần thỏa mãn 5 đến 6 tiêu chí thôi. 5 hoặc là 6 thôi thì các bạn đã có kiếm được rất nhiều tiền rồi. Chứ còn nếu như có những chỗ mà nó thỏa mãn cả 10, 12 tiêu chí thì cái chỗ đấy vô cùng tuyệt vời luôn. Ok, xin cảm ơn toàn thể anh chị em. Nếu anh chị em nào không có câu hỏi nào nữa thì kích vào đường link phía trên, kích vào đường link phía trên và đăng ký để chúng ta gặp nhau ở buổi trong một căn phòng kín offline. Ở trong căn phòng đấy là chúng ta sẽ làm việc với chế độ là full HD không che. Ok, Phạm Thành Viên xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.